cái đạm hữu cơ bên mình á là nó làm từ đạm cá nước ngọt nha các bạn, không phải đạm cá nước mặn ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đạm hữu cơ này nó đã chiết tới cái mạch amino rồi. Bạn biết cái mạch amino rất là dễ hấp thu các bạn ha. Amino acid từ 70% đạm cá nguyên chất ha. Có nghĩa là nó đã chiết tới cái mạch dễ hấp thu rồi. Thì các bạn chỉ cần làm gì các bạn? Các bạn chỉ cần đưa vô cây là cây nó ăn liền và nó nuôi bông cho mình luôn. À, xin chào các bạn. Thì hôm nay là một buổi chiều muộn rồi. Mình vô mình thăm một cái miếng vườn ở trong xẻo cui. Xẻo cui. Thì mình vô mình coi dàn lá trước nha các bạn. Tới cái dàn bông. Thì chủ vườn thì chưa có dám tỉa nè. Nhưng cái như bông lớn này các bạn so bông này. Bông này ha. Nó không có cùng lứa với cái này thì các bạn bỏ đi. Anh bỏ đi nè. Mấy thằng này nè, đây nhiều quá thì anh có thể ngắt bớt. Nên với mắt ngắt bớt giùm em đi. Cái này nè. Bắt bỏ bớt nè. Những cái bông mồ côi rồi bắt bỏ bớt luôn nè. Chừa nó là làm gì. Nó nhiều quá là chịu vườn chưa tí kịp nè. Lo đi làm. Lo đi làm các bạn. Rồi. Hồi nãy em có tỉa giùm anh một cây mẫn thon rồi anh tính nè. Mình vô mình coi lại là cái dàn lá như thế nào. Bạn biết nè, bông nó ra như thế này rồi nè. Ra nhiều rồi. Tối rồi. Mình cũng chuẩn bị mình vô rồi. Đó. Thì mình anh có hỏi là Thái ơi rã phân gì. Anh cũng có chụp hình cho mình xem á. Thì mình nói là em không cho anh rã phân nữa. Nghịch lý ha các bạn. Nghịch lý ha các bạn. Đa số khách hàng với mình làm việc với mình rất là lạ là tại sao mà nó không cho mình rã phân. Có nhiều mà các bạn coi nè, mình phân tích cho các bạn xem nè. Ví dụ như cái cây này. Ví dụ cái cây này. Dạng lá rất là ok rồi, đúng không các bạn? Đó, dạng lá rất là ok nè. Bạn coi dạng bông nè. Dạng bông này hiện tại là 25 tới 30 ngày tuổi rồi. Đó, giờ. Bông rất là đẹp. Đó. Các bạn nếu mà các bạn đóng thường thường ở chu kỳ mà bón phân thường 7 tới 10 ngày, chúng ta sẽ bón phân một lần. Đúng không? Mà các bạn bón phân nhiều á thì sao các bạn, thì nó nuôi bông rất là tốt, nhưng mà nó sẽ do cái đọt có một nghịch lý á, có một nghịch lý là các bạn cứ đóng phân cho đã đời nha, các bạn cứ đóng phân cho đã đời, cái này cũng thôi, các bạn cứ đóng phân cho đã đời rồi cuối cùng chúng ta lại chặn đọt, rồi chúng ta không biết. Mình nói luôn cái với các bạn là những cái lược bông như thế này nè, đây là cái mẫn thòn các bạn, mà là cái tiết của mẫn thòn nó ra kìa. Rồi ra trắng cậy luôn đó, thì mình cho anh rắn một cử 3 số xong nha. Cử kế tiếp thì mình nói là 10 ngày tới là bữa nay là anh kêu mình vô là anh chờ mình chở đạm hữu cơ cho anh nè, nguyên lô này chở can đạm hữu cơ cho anh, anh tưới đi, anh tưới đủ hay không đủ thì mình chở can đạm nữa nha. Mình không có chở nhiều, tưới tới đâu thì lên lấy tới đó các bạn. Là cái cây mẫn thòn anh trồng nguyên một vạt mẫn thon nha, nguyên một vạt thẳng băng nha, nguyên một bên nha đó, để chắc ông nào ông kêu thụ phấn kéo thì gì đó không biết nữa. Đó thì như thế này đó, cây mẫn thon nha các bạn. Mẫn thon thì năm nay thì không chơi được rồi, đi sáo cũng không chơi được các bạn. Các bạn nhìn vườn rất là đẹp, rất chiều mà dặn lá mình nói với các bạn là nó tỉnh queo như thế này nè. Đó thì dạ gì mà các bạn phải đóng NPK nữa, đúng không? Trong cái đạm hữu cơ của mình, bên mình là nó đã có cái thành phần NPK ít trong đó thôi, nhưng mà nó có dạng hữu cơ các bạn, nó nuôi bông à. Nó có một cái đặc biệt á là cái đạm hữu cơ các bạn, nó đăng ký luôn cái thành phần nấm đối kháng à. Thì các bạn đưa vô thì tốt cho hay rễ à, cái mùa này các bạn đưa vô là tốt cho hay rễ nè à. Thì các bạn biết nấm đối kháng Bacillus với Azotobacter thì nó cố định đạm với cố định lân ở ngoài không khí các bạn, mình sẽ nói rõ về cái vấn đề này à. Còn cái Bacillus thì các bạn biết rồi, nó phân giải cellulose ha, nó phân giải các chất khó tiêu à. Thì mình sẽ cho anh đóng một cử à, cộng chung với humic nếu cần, nếu mà anh cần anh đóng, còn mình thấy gì mình không cần đâu, chúng dung humic đâu bạn. Cái dạng lá rất là đẹp rồi, mình thấy bung ra rất dữ và đạt không như là chăm chăm rồi. Cái vườn này lớn lắm ạ. Cái vườn này rất là độc đáo các bạn.
À, mình lên bắt lo cho ảnh hình như là mới mười mấy ngày là ra bông rồi. Không có tốn quá nhiều tiền. À, chưa có bao giờ mà mình phải làm cho khách hàng mà đóng một cửa bắt lo xong là rướn mấy cô luôn, nó ra luôn các bạn. Tốt quá các bạn. Rồi ok các bạn, mình sẽ quyết định mình sẽ cho anh đóng hơn để tiết kiệm nợ một lượng NPK. Ok ha. Rồi xin chào các bạn. Thì hồi nãy mình có cập nhật cho các bạn cái vườn của một cái anh khách ở cầu Xeo Cui đó ha. Thì đúng ra theo các bạn ha, đúng ra là các bạn sẽ rải 3 số 15. Thì trước đó 10 ngày thì mình cho anh rải một cửa rồi. Mình vô mình xem, anh cho mình xem vàng lá thì anh nói thấy ơi nó tươi cái đọt rồi. Mình có cho các bạn xem đó hồi nãy tại vì tối quá rồi. Không cập nhật dài một tuần nữa mình sẽ quay lại mình cập nhật cho các bạn xem ha. Đúng ra theo cái bình thường đối với các bạn thì các bạn sẽ đóng 3 số. Đặng mà mình tại cái đọt đang đầy các bạn đâu có lấy đọt nữa đâu. Đó thì cái đưa cho anh khá xài ngon quá anh ấy. Thấy sao thấy thì anh cứ tin em đi. Đó thì mình đưa cho anh một cái đạm hữu cơ. Cái hôm qua mình vô mình coi là nó 110 cây lận thì mình nói là anh lấy 2 can đi anh ơi. Đó thì anh thì mình quay mình nói kỹ cho các bạn nè. Cái đạm hữu cơ bên mình á là nó làm từ đạm cá nước ngọt nha các bạn. Không phải đạm cá nước mặn ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đạm hữu cơ này nó đã chiết tới cái mạch amino rồi. Bạn biết cái mạch amino rất là dễ hấp thu các bạn nha. Amino acid từ 70% đạm cá nguyên chất ha. Có nghĩa là nó đã chiết tới cái mạch dễ hấp thu rồi. Thì các bạn chỉ cần làm gì các bạn chỉ cần đưa vô cây là cây nó ăn liền và nó nuôi bông cho mình luôn. Thì mình nói là trong đây nó có cái gì, cái đặc trưng tối đa của cái đạm hữu cơ là nó nằm ở chỗ này nè ha. Cái vi sinh vật chuyển hóa dinh dưỡng đặc biệt nè là azotobacter bacillus trichoderma đó. Những con nấm đối kháng này nó làm gì các bạn, nó đối kháng lại với cái bệnh phytophthora nè, fusa này ha. Đó các bạn thấy không, xài đây là toàn hữu cơ không, mình nuôi cây nó cho nó bền. Mình cố gắng là mình giảm một cái đợt mà NPK cho khách hàng của mình là một điều quan trọng các bạn, đúng không? Khi mà các bạn đóng NPK trong lúc mà nuôi bông ít gì cũng phải 3 cử đó, trong lúc đó thì nó lại càng lúc càng chua đất. Thì trong lúc nuôi trái thì các bạn đóng mấy cử nữa, từ 4 cử nữa đó, thì bao nhiêu cử rồi. Cây lúc đó sau khi thu xong thì nó sẽ suy, thì mình cố gắng làm cách nào để mà mình đưa hữu cơ vô nhiều nhất có thể. Nó vừa cải tạo đất mà nó vừa nuôi bông cho mình, nuôi cây cho mình luôn các bạn. Nó không có đi đọt mạnh nữa. Đó, còn các bạn đóng 3 số 15 mình vẫn nói là đóng 3 số 15 bình thường các bạn. Đóng 3 số 15 vô nhưng mà tới lúc nó canh sổ nghiệm sẽ đi đọt. Đó, lúc đó thì sẽ rắc rối cho các bạn thêm thôi. Đó, mình nói một số bạn nói tại sao ta mua ở ngoài kia nó rẻ quá. Một cái can có thể là mấy trăm ngàn thôi. Nhưng mà người ta không đăng ký các bạn. Người ta không đăng ký luôn. Ít khi nào người ta để 100 triệu vào tử. Không có công ty nào mà dám để cái dinh dưỡng dạng nước mà nó để dạng bào tử mà đăng ký là 10 mũ 8 như thế này. Ít công ty làm được, mình nói là ít công ty làm được lắm. Là các bạn biết sao không? Sau khi để một thời gian á, là cái vi sinh nó sẽ giảm lượng lại. Nhưng mà các bạn phải thấy người ta để 1 mũ 8 có nghĩa là 100 triệu bào tử thì lúc nào cũng sẽ cao hơn nhiều. Các bạn khi mà để mà khi kiểm tra ra thì nó không có vấn đề gì hết. Đó. Thì mình thấy là về cái bộ rễ và vừa nuôi cho trái nó cây nó đẹp luôn các bạn. Cái hàng này thì các bạn nói các bạn yên tâm là không có hàng giả các bạn. Các bạn thấy cái tem QR đây đó không, nè mỗi cái can nó sẽ có cái tem QR của riêng mình nha các bạn. Các bạn check ra mình bán cho các bạn thì cái tên đại lý của mình nó nằm ở trên đây luôn. Các bạn check ra thì các bạn tên đại lý mình nằm đây thì các bạn sẽ không lo đầu giả các bạn. Đó các bạn thấy không, can này 10 lít khách hàng của mình xài rất là ưng ý, mình giới thiệu cho các bạn xài đơn giản thôi. Nó thay nó rẻ hơn NPK luôn các bạn. Nếu mà các bạn tính đi nó rẻ hơn NPK và nó mang lại giá trị rất là tốt cho đất thì tại sao mình không làm nha. Còn những bạn nào mà ít cây quá các bạn, mình khuyên các bạn mình đã đưa cho các bạn chai Rosy này nè nha. Thì các bạn có thể tưới gốc luôn bình thường nha. Các bạn có thể tưới gốc luôn thay cho cái này. Đó, tại cái này những ai vườn lớn rồi các bạn nha. Từ 50 cây trở lên thì có thể mua can về xài, có thể phun vô bông nha. Còn những ai mà ít hơn thì các bạn có thể mua chai này các bạn. Đó, các bạn về pha vô các bạn tưới là ok rồi, là chuẩn rồi các bạn. Đó, hữu cơ nó rất là ok các bạn. Các bạn có thể phun bông, bạn dễ thể vừa phun bông và vừa tưới gốc. Rất oxy, rất là ok. Hàng này là hàng nhập các bạn. Pháp hàng nhập này. Đó. Rồi. Mình đã cho các bạn thấy một cái vườn đó rồi và mình đã đang làm cho cái vườn đó, có thể là 10 ngày sau mình sẽ cập nhật cho cái dàn bông cho các bạn xem. Ok ha các bạn.
Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.